Theo thông tin từ Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù đà tăng của các bệnh truyền nhiễm như là sốt xuất huyết, tay chân miệng, bệnh sởi đã giảm hàng tuần, nhưng số ca bệnh vẫn ở mức cao hơn rất nhiều lần so với cùng kỳ năm 2018. Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh nhận định đà tăng của các dịch bệnh đang có xu hướng giảm nhưng giảm chậm. Điển hình như bệnh sốt xuất huyết, trung bình 4 tuần trước có đến 880 ca bệnh một tuần. Cuối tháng 2 năm 2019 chỉ còn 570 ca bệnh một tuần. Cùng với đó, số ca bệnh sởi cũng từ gần 200 ca mỗi tuần xuống còn khoảng 130 ca bệnh mỗi tuần. Điều đáng mừng là các con số đang có xu hướng giảm xuống trong những ngày gần đây. Hiện nay, bệnh sởi được xem là mối nguy tiềm ẩn bởi tỷ lệ tiêm phòng vaccine trong cộng đồng vẫn còn thấp. Khảo sát của Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố cho thấy 95% bệnh nhân mắc sởi chưa được tiêm chủng phòng ngừa. Ngoài ra, bệnh sởi không chỉ xuất hiện ở trẻ em mà còn ghi nhận ở cả người lớn cũng mắc sởi. Điều này chứng tỏ là tỷ lệ người dân được tiêm ngừa vaccine sởi và có miễn dịch với bệnh sởi trong cộng đồng rất thấp, nguy cơ lây lan bệnh càng cao. Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo sốt xuất huyết, sởi và chân tay miệng đều có thể tự điều trị tại nhà. Tuy nhiên, khi có dấu hiệu bệnh trở nặng, cần đưa đến các cơ sở y tế nhằm tránh biến chứng nguy hiểm.